theo mời quý vị cùng đến với những thông tin bổ ích về việc phẫu thuật nâng ngực an toàn qua sự chia sẻ của bác sĩ thẩm mỹ Trần Tuấn Anh. Sở hữu một bộ ngực căng tròn, đầy đặn và quyến rũ có lẽ là mong ước của bất kỳ một chị em phụ nữ nào. Thế nhưng, không phải ai sinh ra cũng may mắn sở hữu được điều đó. Vì vậy, nhiều chị em đã tìm đến phương pháp phẫu thuật nâng ngực. Từ giấc mơ đến hiện thực là một chặng đường không hề đơn giản. Những biến chứng không phải hiếm gặp, thường ảnh hưởng tới hiệu quả thẩm mỹ và sức khỏe của bệnh nhân. Thành quả tốt đẹp chỉ có được từ bàn tay tài hoa với sự tận tâm của bác sĩ thẩm mỹ và từ sự hiểu biết, lựa chọn thông minh của mỗi bệnh nhân để các cuộc phẫu thuật làm đẹp luôn luôn là cần thiết, an toàn và mỹ mãn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi xem đoạn phóng sự vừa rồi thì chắc hẳn là chúng ta cũng nhận thấy một điều rằng như thế này ạ. Trùng tu vòng 1 an toàn và hiệu quả thì có rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên thì bác sĩ phẫu thuật đóng một vai trò và quyết định. Để cung cấp thông tin đầy đủ xung quanh vấn đề phẫu thuật nâng ngực thì ngày hôm nay đến với chương trình Tiêu dùng thông minh, chúng tôi có mời tới đó chính là bác sĩ Trần Tuấn Anh, bác sĩ phụ trách chuyên môn chính tại khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và Thẩm mỹ Tuấn Anh ạ. Bác sĩ Trần Tuấn Anh được biết tới là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện, có nhiều thành công nổi bật trong thẩm mỹ vòng 1 và thẩm mỹ vùng mí mắt, trẻ hóa khuôn mặt. Hiện đang là bác sĩ chuyên khoa đầu ngành phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ phụ trách chuyên môn chính tại khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và Thẩm mỹ Tuấn Anh. Anh là một trong những bác sĩ được đào tạo bài bản về phẫu thuật thẩm mỹ tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới như Đại học Y khoa La Habana. Từ năm 2014 đến năm 2019, anh công tác và đảm nhận vị trí quan trọng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Trong quá trình làm việc tại Bệnh viện Thu Cúc, bác sĩ Tuấn Anh đã điều trị thẩm mỹ thành công cho hơn 20.000 khách hàng ở trong nước và hơn 2.000 khách ở nước ngoài. Xin chào MC Ngọc Ánh và xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi rất vinh dự khi có mặt ngày hôm nay để chia sẻ về kiến thức thẩm mỹ vòng 1 cho quý vị. Xin cảm ơn. Vâng, lời đầu tiên thì rất là cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Bác sĩ Tuấn Anh thân mến ạ, không phải ai khi sinh ra cũng có được một vòng một đẹp tự nhiên, và không biết là bây giờ thì thời đại hiện nay có những phương pháp nào trong y học để giúp nâng cấp vòng một ạ? Trong phẫu thuật để mà tăng thể tích vòng một ấy, chúng tôi sử dụng hai phương pháp chính, đó là phương pháp cấy mỡ tự thân tăng thể tích vòng một và phương pháp thứ hai là dùng túi đội. Và một số trường hợp thì chúng ta phải áp dụng cả hai phương pháp đó. Vậy thì có thể nói túi ngực là một yếu tố cũng rất quan trọng sau bác sĩ phẫu thuật đúng không ạ? Vậy thì bây giờ y học, đặc biệt là bác sĩ ạ, thường sử dụng những túi ngực như thế nào ạ? Hiện nay thì tôi sử dụng 4 dòng túi ngực, trong đó có 2 dòng của Mỹ và 2 dòng của Pháp. Ví dụ như là hãng túi Motiva của Mỹ, cái dòng mà tôi sử dụng đó là túi Motiva Nano Ergonomic. Dòng thứ hai mà tôi hay dùng đó là dòng Segbin của Pháp. Và cũng sử dụng cái dòng cao cấp nhất, đó là dòng Segbin siêu nhám. Túi thứ ba đó là cái dòng Arion siêu nhám, đây là dòng túi cao cấp nhất của hãng này. Và một hãng nữa mà tôi cũng sử dụng đó là cái túi Mentor là một túi của Mỹ. Và với bản thân tôi thì tôi dùng cái dòng túi Mentor là túi tròn trơn. Sau khi mà chúng ta lựa chọn xong túi độn rồi thì sẽ bắt đầu đến những bước phẫu thuật đúng không ạ? Trong khi phẫu thuật thì chúng ta sẽ sử dụng những kỹ thuật như thế nào ạ? Về phẫu thuật nâng ngực ấy thì đây là một phẫu thuật lớn, chúng tôi thực hiện tại những cái bệnh viện và đạt những tiêu chuẩn rất là khắt khe của Bộ Y tế. Thường chúng tôi sẽ gây mê cho khách hàng. Và những kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng để phẫu thuật nâng ngực ấy, thì có những trường hợp là chúng tôi dùng nội soi và có những trường hợp chúng tôi không dùng nội soi. Nhưng hiện nay chúng tôi sử dụng 3 đường chính, đó là đường phẫu thuật qua đường nách, phẫu thuật qua đường quầng vú, phẫu thuật qua đường nếp lằn vú. Tuy nhiên là bản thân tôi sử dụng cái nhiều nhất là đường nếp lằn vú, hay còn gọi là cái đường chân ngực, vì đây là một cái đường mổ rất là nhẹ nhàng, an toàn và tổn thương rất ít. Một số chị em khác, nhất là các chị em mà chưa có gia đình, chưa sinh cháu bé, thì tôi lại có xu hướng là tư vấn khách hàng phẫu thuật qua đường nách để cho cả cái vùng ngực của khách hàng không có dấu vết gì của ca phẫu thuật cả. Nhiều chị em thì mong muốn là mình sẽ có một vòng một căng tròn. Thế nhưng mà quyết định là có nên phẫu thuật nâng ngực hay không thì lại khiến cho nhiều người cảm thấy là đắn đo. Vậy thì bác sĩ có một lời khuyên nào đó dành đến tất cả những chị em mà đang có nhu cầu mong muốn muốn trùng tu lại vòng một không ạ? Cảm ơn MC. Thực ra câu hỏi này rất là hay, vì đây là một câu hỏi mà tôi thấy rằng các chị em rất quan tâm. Thứ nhất là về vấn đề an toàn, như tôi chia sẻ là đây là một ca phẫu thuật lớn và chúng tôi thực hiện tại bệnh viện lớn với những cái tiêu chuẩn rất khắt khe, đảm bảo cái phương pháp phẫu thuật an toàn nhất cho khách hàng. Thứ hai nữa là về vấn đề đau, thì tôi cũng chia sẻ rằng mức độ mà tổn thương và đau ấy
thì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Thứ nhất là cái ngưỡng đau khách hàng, thứ hai nữa là ảnh hưởng nữa đó là cái kỹ thuật của bác sĩ. Một yếu tố nữa mà có thể liên quan đến cái ngưỡng đau đó là cái kích thước của túi đội. Và cái mức độ hồi phục thì tôi cũng chia sẻ rằng là nếu phẫu thuật qua nếp lằn vú ấy, thì các chị em hồi phục rất là nhanh. Bản thân tôi chứng kiến là có những khách hàng chỉ sau một ngày là đã quay trở lại công việc bình thường. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề về cái rủi ro sau phẫu thuật ấy. Với tất cả những cái biện pháp mà chúng tôi sử dụng để đảm bảo an toàn nhất cho khách hàng thì sẽ giảm thiểu cái rủi ro về sức khỏe. Còn cái rủi ro về mặt thẩm mỹ thì ví dụ như một cái sẹo xấu chẳng hạn đó, hoặc là ngực không cân đối, hoặc là một cái yếu tố nữa mà các chị em rất quan tâm đó là vấn đề co bao. Thì một số trường hợp là chúng tôi phải xử lý lại cái co bao đó. Nhưng cũng may mắn là với cái công nghệ sản xuất túi độn như hiện nay ấy, thì cái tỷ lệ co bao càng ngày càng giảm. Nên là các chị em cũng tương đối là an tâm với cái vấn đề co bao. Cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay, và chắc chắn rằng với những kinh nghiệm của bác sĩ Tuấn Anh thì tất cả các chị em phụ nữ cũng như là các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng đã có thêm cho mình được những sự lựa chọn và những kiến thức vô cùng bổ ích. Và tới đây thì thời lượng của chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Chúc quý vị có một kỳ nghỉ cuối tuần thật vui vẻ.